Thay vì điều khiển bằng tay thì lại vắt hẳn hai chân lên phía trước và thông dong chạy xe. Thưa quý vị, không chỉ lái xe bằng chân mà ở phía sau, thiếu niên này còn chở một thiếu niên khác. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và chạy xe trên đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc. Đây là thông tin chúng tôi nhận được từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Chiều 25 tháng 11, đơn vị này cho biết đã lập hồ sơ xử lý thiếu niên dùng chân điều khiển xe máy và đăng video lên mạng xã hội. Trước đó, đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi nắm được thông tin, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 11 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xác minh mời hai thiếu niên lên làm việc để xử lý. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 11 xác định người lái xe máy bằng chân là thiếu niên 15 tuổi, người ngồi sau 14 tuổi. Cả hai đều trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Thiếu niên 15 tuổi đã thừa nhận hành vi không đội mũ bảo hiểm và lái xe máy bằng chân của mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối với thiếu niên này về các hành vi điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu phía bên trái người điều khiển, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, dùng chân điều khiển xe. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.